Rồi, đầu tiên mình có lời giải của bài toán này ở đây đây là mình tham khảo từ một thầy ở trên mạng xử lý bài toán này một cách nhanh chóng và rất là hay mình đã tìm ra cách để sử dụng phương pháp ghép trục để xử lý bài toán này một cách hiệu quả hơn rồi sau đây mời các bạn nó xem Rồi sau đây mình sẽ xử lý bài toán trên bằng phương pháp ghép trục. Trước hết mình vẽ các cột của cái bảng nghiệm thiên ghép trục như sau. Rồi ở đây chính là x u và ở đây là f u. Do x không có điều kiện gì thì mình sẽ cho x chạy từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ xét hàm số u bằng triệu đối với mũ 3 cộng 5x cộng với m mình sẽ khảo sát hàm số trên đầu ngoài nhé. Rồi chúng ta có như sau để khảo sát hàm số u bằng chuyển đối của x mũ 3 cộng 5x cộng m thì đầu tiên bên trong dấu chấm chuyển đối là một hàm số bậc 3 để khảo sát hàm số bậc 3 thì ta sẽ có thể hàm bằng một cách rất nhanh đó chính là vẽ trực tiếp đồ thị hàm số nó ra đây, đây là hàm bậc 3 thì mình thấy nó đi qua điểm 0 0 và đạo hàm của nó là bằng 3x bình phương cộng 5 đây là lớn hơn 0 với mỗi thuộc r thì ta sẽ suy ra được đây là một hàm đồng biến trên r ta sẽ vẽ lên nó một hàm như này đồng biến lên rồi, bây giờ khi nó lấy chỉ định đối, ta sẽ lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía bên dưới trục hoành. sẽ lấy đối xứng lên bên, bên trên. Ta sẽ thu được như thế này, sẽ có hình như thế này. Thì mình vẽ đại loại hình nó như vậy thôi. Thì các bạn đã thấy được hàm chỉ đối này có một điểm cực trị là tại x bằng 0. Khi nó âm vô cùng thì u ở dương vô cùng. Khi ở dương vô cùng thì u nó cũng như ở dương vô cùng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại bài toán. Quay lại trở lại bài toán chúng ta có bằng biến thiên của ghép trục. bây giờ x ở âm vô cùng thì u nó ở dương vô cùng là vô cùng, u nó cũng ở dương vô cùng luôn và ở dưới đây nó có một điểm cực trị là tại x bằng 0 thì tại x bằng 0 cái u nó chính là bằng m luôn. Bây giờ hàm số f(x) có các điểm cực trị là chừ -3, 3, số 7. Thì bây giờ mình sẽ lần lượt điền các điểm cực trị của hàm số f(x) và các khoảng trong đây. Làm sao cho nó thỏa mãn là hàm số g(x) có ít nhất 3 điểm cực trị? Thì mình sẽ xét các trường hợp như sau. Trường hợp 1 đó chính là 7 lớn hơn 3 lớn hơn trừ 3 và lớn hơn m số m là số bé nhất trong ba số này thì ta sẽ vẽ bằng biến thiên của hàm số u ở bên đây Thế là u đây là dương vô cùng sẽ vẽ số m ở đây và bên đây là cũng là dương vô cùng luôn rồi do số m là bé nhất nên mình sẽ điền được các số vào đây 7, 3, 3 tương tự bên đây là 3, 3 với 7 thì hàm số có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 điểm cực trị Vậy mình sẽ nhận trường hợp này do, hàm, do đề bài kêu là hàm số có ít nhất 3 điểm cận trị. Rồi mình sẽ đến trường hợp thứ hai đó chính là 7 lớn hơn 3 lớn hơn m và m phải lớn hơn hoặc bằng 3. Ở khi đó mình sẽ vẽ vào miếng thiên của hàm số u. Đây là dương vô cùng đi qua m đến bên đây là dương vô cùng thì do số 3 nó đã bé hơn hoặc bằng m rồi nên mình sẽ bỏ số 3 đi chỉ còn hai điểm đây là 7 và 3 tương tự đây là 3 và 7 Vậy hàm số có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 5 điểm cự trị Thì Mình sẽ nhận trường hợp này Rồi mình sẽ đến trường hợp tiếp theo Đó chính là 7 lớn hơn m Và lớn hơn hoặc bằng số 3 Khi đó hàm số u sẽ có bảng biến thiên Là ở đây dương vô cùng, ở đây dương vô cùng, ở đây cùng. Mình đã m Rồi ở đây mình sẽ điền điểm cự trị là chỉ có một điểm là số 7 ở đây thôi ở bên đây là số 7 Thì hàm số có 1, 2, 3 3 điểm cực trị Cho yêu cầu bài toán kêu thì M để hàm số có ít nhất 3 điểm cực trị và ta sẽ nhận trường hợp này luôn Ở trường hợp thứ tư là M lớn hơn 7 Thì khi M lớn hơn 7 thì hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị Đó chính là điểm M này Tại vì M đã lớn hơn 7 rồi thì chúng ta không thể nào điền vào đây những giá trị nào nữa Vậy cho nên có một điểm cực trị ở đây Vậy mình sẽ loại trường hợp này Mình sẽ kết luận ở đây Vậy để hàm số có ít nhất ba điểm cực trị Thì ta sẽ phải nhận 3 trường hợp đầu tiên này Điều này tương đương với lại M phải bé hơn 7 Và nguyên dương Vậy ta sẽ suy ra được là Có 6 số nguyên dương M Thoại yêu cầu bài toán Vậy ta sẽ suy ra được phương án đúng ở đây chính là phương án A Chứ bạn thấy được nếu như các bạn nắm rõ được phương pháp ghép trục thì chúng ta có thể xử lý các cái bước bên đây rất là nhanh không phải giải thích đa rõ như mình thì chúng ta có thể làm bài toán này trong trong khoảng tầm từ 2 đến 3 phút thôi cảm ơn đã xem các bạn thấy bài giảng của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé.